Ghê quá. Thôi nè, Lê Trường ơi, ra nói với khán giả một câu để biết sao không? Thổ lộ cái tâm tình của mình, muốn cái gì nói cho khán giả biết ha. Đi hát làm sao? Tại sao đi hát? Biết sao không? Tại vì cũng có người nói ừ sao lúc đầu không lộ đi mà bây giờ lộ, tại vì cái này là lưu tô vui chơi thì em muốn cũng như là muốn đem những cái gì cho khán giả cười gì đó, chứ không phải là cứ ngồi đó hả, nó rất là mệt. Bây giờ hôm qua hốt kìa nè, trời đất ơi, về hai cái này nó đau thật sự rất là đau, nhưng mà khán giả cười là được, nhưng mà em thích lộ hơn. Nhưng mà nè, thật sự chị cũng nếu mà khán giả thích là được, nhưng mà chị cũng lưu ý đó, mình không có tóc mình bớt dán cái này lại, hiểu không? Và mình không có cộng nữa mà cứ dán hoài cũng mệt lắm. Rồi, dán cho bộ ghét. Sao? Tại ngứa gãi gì đó, nhưng mình đã quen cái thôi á. Tức quá hết trời, tức hết trời. Rồi, tức quá gì? Cái gì là cuối cùng của tối ngày nay, tôi thấy chúng ta sẽ bắt đầu giờ sớm với ông chị ơi. Suki đây, mấy chị đi con Suki đây, Suki ra, Suki đây, về đi đây bên nhau. Ta đối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh vui kiếm từng kỷ niệm. Mai nắng còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa lạnh với anh, em thấy lòng mình lạnh cam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nếu như không còn ai, em xin mời một vị khán giả bất kỳ mình lên đây để cùng dò với em nha. Ai chưa bỏ dép mình nhanh cái tay lẹ cái chân nha cả nhà mình ơi. Rồi, người đẹp Lê Trường trong tay đang cầm một phong bì trị giá 1 triệu đồng để gửi đến cho ai có tấm vé may mắn ngày hôm nay nha. Trời đất ơi, sao mà dạng dở quá vậy đẹp quá luôn. Dạ đúng là dạng dở tôi đó. Rồi thưa quý vị, ngày hôm nay đoàn của tôi Sài Gòn Tân Thời sẽ diễn tại 2 điểm. Và buổi trưa là tụi em diễn tại khu du lịch Suối Tiên. Dạ đúng rồi. Dạ, chúng em diễn 18 tầng địa ngục nha quý vị nha. Đó quý vị vui lòng. À quên, rừng Nguyên Sinh. Dạ, khu rừng Sài Nguyên Sinh. Dạ xin lỗi. Dạ rồi, em xin mời tất cả quý chị mình chưa bỏ tờ lá thăm thì mình nhanh chân bỏ lên, mình sẽ không mình bỏ vô nha. Không sao bây giờ tôi lộn lưỡi cho nó lẹo ngoài vậy. Có giấc sướng không? Thôi đừng buồn kệ nó, không sao đâu. Cái gì được cũng sẽ qua thôi. Thì đó thôi, mày nói cái gì hoài vậy má. Nghe dạ, còn ai chưa bỏ nữa mà. Anh chưa bỏ hả? Rồi, em đợi anh chút xíu nha. Rồi, trong thời gian đó thì Lê Trường sẽ trộn đều những cái lá thăm lên trước đi. Chơi bỏ trước nha. Rồi, kìa còn anh trai mình nhanh chân chạy lên đây đó. Nhanh lên đây. Dạ rồi. Rồi, em cầm cho. Còn ai nữa mà. Rồi, trộn thiệt đều lên. Trời đất ơi, má trộn như bị bệnh vậy trời. Ok, được chưa quý vị? Rồi dân, bóc đi dân. Thật tay vô bóc ra liền nha. Bây giờ anh Lê cầm đi. Anh cầm bóc hả? Rồi anh Lê cầm trộn đều một lần nữa. Sau đó giơ hai bàn tay của mình lên. Không có gì là không có gì. Trời ơi, móc, thật, móc, quấy, chọt. Quen tay nè. Quỷ mà. Hai tay không có gì. Dạ. Dạ rồi. Đủ 10 ngón không? Bóc, 2, 3. Bóc ra. Rồi, xin mời Lê Cần sẽ đọc tên và ba số điện thoại cuối của vị khán giả may mắn. Tên là Đầu Lâu. Trời đất ơi. Rồi cái số điện thoại là hình con mèo. Trời đất ơi quý vị. Trời Phật ơi. Dẻ tôi chưa, ác chưa. Dẻ bùa, dẻ ngải lên nè. Số điện thoại với cái tên không chịu ghi đâu. Của ai? Trời ơi. Cấp bên tiến ra. Trời, như vậy thì làm sao mà phân định được quỷ lá vé này. Bóc lại. Xin mời lá vé tiếp theo. Trời ơi, thay vì nhiêu đây mực, thôi ta ghi cái tên mẹ lên số điện thoại đi, không chịu. Vé bùa. Dạ. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bữa nay đi chơi hội cung ba thông á mấy má. Cái gì mà vé bùa mà vậy? Rất hay nha. Ghi đúng luôn á. Ghi rất hay luôn. Ba chữ N với ba con số. Chắc em nghĩ ba số cuối đó. Rồi biết nha. Không hợp lệ những cái gì nha. Rồi, chờ vé tiếp theo. Trời đất ơi. Dạ, mình ghi là tên và đầy đủ số điện thoại cho quý vị. Của chị phải không? Dạ. Chị buồn nha. Của chị hả? Đeo điện lạnh đi má. Trời đất ơi. Đầy đủ số điện thoại có hợp lệ chị yêu ơi. Trời ơi, em nhắc lại nè. Tên kèm theo số điện thoại. Trời ơi, chị ghi vậy làm sao mà biết rồi, được. Rồi, số 3 em công bố thì khán giả may mắn sẽ là em xin chúc mừng anh hoặc chị Phước với số điện thoại cuối là 4, 3, 5. Yeah. Xin mời anh Phước và chị Phương ạ. Chị Phương ạ. Trời ơi, chị lập lại hơn 3 lần mà chúc mừng. Trời ơi. Rồi, xin mời chị. Rồi, chị ơi, chị lập lại số điện thoại với lại tên của mình nha. 0931167435. Rồi chị thì ai? Chị Phương 0931167435. Nếu như mà mình không tin tưởng thì lên kiểm tra lại giùm em nha. Còn nếu như tin tưởng thì em xin làm phép thay lại cho chị nha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và rất tâm kính thưa chị đã khép lại chương trình Lô Tô Xuân tới nay của đài Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị về có một đêm ngon nhất. Xin chào và hẹn gặp lại đêm ngày mai.